xin chào cô chú anh chị em mình nha hôm nay đặc sản cà mau có hai con cua thịt nè một chén muối hột nè vài cây xả nè rồi sẽ là món gì đây xin mời cô chú anh chị em mình cùng nhau vào bếp làm cái món này rất là nhanh gọn lẹ luôn nha mọi người À, đầu tiên thì mình sẽ đi xử lý cái con cua nè, à, mình sẽ chuẩn bị một thau nước có nút đá nha mọi người để mình đổ con cua vô cho nó gọi là nó xỉu tạm thời đó mọi người. thì với cái cách này thì cua của mình nó sẽ giữ được cái độ ngọt và mình chà rửa thì nó sẽ dễ dàng hơn. À, để một chút xíu thì nó sẽ xỉu rồi mình sẽ mở dây và mình kỳ cọ nó nha. À, mình sẽ sử dụng cái bằng chải đánh răng cũ á mọi người rồi tháo dây ra mình chà rửa nó cho nó sạch sẽ nha à, khi cắt dây thì mọi người cẩn thận nha coi chừng nó xỉu giả nha mọi người à, ở đây mà nó mà nó xỉu giả là nó quay ngang nó kẹp mình cái là lúc này nó kẹp là nó không nhả luôn đó à, cua thì nó sống ở dưới tầng sâu dưới đáy ao á cho nên là cái thân của nó bị đóng rất là nhiều luôn cho nên chúng ta phải kỳ cọ cho nó sạch sẽ trước khi chế biến nha mọi người À đây hai con cua này bữa nay là mình à, cua ở Cà Mau á mọi người. Nhìn người ta cột dây nè, cái dây rất là mảnh luôn ha. Có những loại cua mua về là bỏ dây rất là nhiều luôn. À, rồi chúng ta sử dụng cái bàn chải à, đánh răng loại cái bàn chải cũ á, mọi người. Để nó nhỏ như thế này thì mình à, luồn vô mấy cái chân của nó mấy cái kẻ nè, mình chà nó dễ dàng hơn nha. <laughs> tiếp theo thì chúng ta đi sơ chế mấy cái cọng xả này nha rửa cho sạch nha mọi người nhớ là trên đầu này nó đóng bụi rất là nhiều luôn nè mình rửa cho sạch nha chặt bỏ bớt cái lá đi nha mọi người sử dụng cái thân của nó thôi rồi mình sẽ bỏ cái gốc của nó đập dập ra nha cắt ra cho nó ngắn thì vào cái son của mình là lớn hay nhỏ mình cắt cái đoạn cho nó vừa bỏ vào cái son thôi nha mọi người À, hôm nay thì em hấp cua bằng bếp than nên là em cần một cái nồi gan cái đáy nó hơi dày một xíu rồi chúng ta sẽ cho muối vào nổ chén muối vào đây luôn ha mình sẽ dàn đều ra rồi mình sẽ để mấy cái cọng xả lên à, chị em mình lưu ý nè mình để xả lên cho nó nhiều nhiều nha đừng có cho cua nó tiếp xúc trực tiếp với muối á mọi người thì khi mà nó tiếp xúc với muối như vậy nó sẽ bị mặn con cua nha nên là chị em mình lấy xả nhiều nhiều vô nha mọi người một phần đó là cộng xả thì nó sẽ thơm hơn khi mà mình hấp cua thì nó sẽ thơm hơn rồi một phần nữa thì nó sẽ có tác dụng là cách ra không có cho tiếp xúc trực tiếp nha và khi mà mình mới cho vô thì mình để con cua nằm ngửa nha mọi người đó thì nó sẽ không có bị chảy nước và cho thêm một cái củ tỏi củ tỏi này chút xíu nữa là nó rất là ngon luôn nha rồi chúng ta sẽ đậy nắp lại và bắt lên bếp Cái lửa thang thì mình nhớ là mình để lửa than vừa vừa thôi nha Để 15 phút nha mọi người Rồi mình sẽ chở con cua lại à, Sau 15 phút nè mọi người Cái củ tỏi này nó cũng đã chín rồi ha Và chúng ta coi nè à, Lật con cua lại nha mọi người à, Cái nồi hơi nhỏ cho nên là mình lật con cua hơi khó một xíu Đây mọi người thấy không Mình để ngửa con cua thì nó không có bị ra nước ha Mọi người lưu ý nha Mới hấp là mình nhớ nhớ để ngửa con cua lên nha rồi, coi cái màu của con cua này nha mọi người rất là đẹp luôn nha. Lên cái màu nó rất là đẹp luôn. À, bằng cách này thì độ ngọt của con cua nó sẽ giữ chọn cái độ ngọt của con cua luôn nha mọi người. Riêng cái con cua này thì nó hơi nhỏ hơn xíu nhưng mà cái kiểu nó sống lâu năm mọi người nó bị đóng rất là nhiều luôn nha. Rồi mình sẽ đậy nắp lại và hấp tiếp tục 5 phút nữa nha mọi người. Và bây giờ thì cua nó đã chín rồi nè mọi người. À, chúng ta sẽ cho ra dĩa ha. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau xử lý con cua này nha mọi người Đó, ao luôn Vui rồi giật mình Vui còn sống Đây Chiến thôi Đây. Cùng xem lại thành phẩm của mình nha khi mà cua hấp bằng cách này á, thì nó sẽ giữ nguyên được cái độ ngọt của con cua nè, màu sắc thì lên rất là đẹp luôn nha mọi người. Và chúng ta để lâu đi cỡ nào đi chăng nữa thì cái màu đỏ của con cua như thế này nó cũng không có thay đổi luôn nha. Và đây là chén nước chấm thần thánh của em nha mọi người. Cái chén nước chấm này thì em cũng đã có chia sẻ cách làm rồi. Chị em mình coi lại cái cách làm ở video trước nha. Ê, xin mời cô chú anh chị em mình cùng ăn cua với em nha mọi người. À, cua thì thịt nó rất là ngọt Và cái nước chấm thì nó rất là đậm Rất là đặc luôn nha à, Mình chấm một cái rất là ngon luôn nha mọi người Xin mời cả nhà nha Cua cà mau thì thịt nó rất là ngon Rất là chắc luôn nha mọi người hey, Cảm ơn cô chú anh chị em mình Đã dành thời gian theo dõi video của em nha Nếu thấy video hay á, Thì cho em xin một lượt đăng ký kênh nè Cho em xin một lượt tim nè Để em có thêm nhiều động lực Để ra thêm nhiều video nữa nha mọi người chúc cả nhà mình sẽ thành công với món cua hấp muối xả nha